Chào mừng tất cả mọi người đến với shop Beta HCM2 ha. Hôm nay em lên tiếp đợt cá mới mọi người ơi. Đợt cá hôm nay thì em có quay máy luôn nha. Thì từ hôm nay là em lên 20 mã số trống, cá cũng rất là đẹp luôn. Giá hôm nay rất là bình dân và mềm cho anh em ha. Rồi, về máy thì em sẽ quay 5 con ha. Từ mã số 21 tới mã số 25. Hôm nay có lách lu, có Nemo Galaxy, có Corex Galaxy, có Yellow Galaxy luôn nha. Trống máy đầy đủ nha anh em. Hôm nay em quên quay máy Yellow Galaxy ha. Thì anh em nào mà có mua trống Yellow Galaxy cần ép thì liên hệ em ha. Em sẽ bắt máy Yellow Galaxy cho anh em ha. Rồi, thì toàn bộ cá hôm nay đó rất là đẹp ha. Đó, ví dụ quét số 2 này chỉ có 80k thôi. Ở trong phân khúc này thì nó rất là mềm luôn. Đó, thì cá là xây trung hết nha. Cá hôm nay xây trung hết 3 sân 2 tới 3 sân rưỡi hết nha anh em nha. Ở bé này là bé gì anh em? Bé này là bé Red Fancy. Đó, Sita xanh ha. Màu rất là đẹp. Hôm nay lên màu sắc rất là đẹp luôn. Đó, anh em nào mà yêu thích đó, dòng cá Beta thì mình thấy có thể chọn những con cá này. Màu xanh thì rất là mát mắt ha. Thường thì mình chơi Red Fancy thì anh em thích màu đỏ đó, nhưng mà bên cạnh cũng vậy, anh em thích màu xanh đó, để cho nó có xanh có đỏ, nhìn nó rất là đẹp ha. Anh em nào mà mình chơi thủy sinh đó, thì có thể set up một cái hồ như em đó, để rong này là rong thiệt nha đó. Rồi ở dưới sỏi là sỏi đen, và anh chị nào mà không thích màu đen thì mình có thể mua sỏi trắng, nó tùy hết à. Ở đây thì những tiệm cá cảnh nó có bán hết, mình mua về. Còn ví dụ như anh em nào mình ở đồng quê đó, mình cũng không có thể mà mua được á, thì ở đồng quê thì mình có thể mình lượm sỏi nè hoặc là mình lượm đá xanh đó anh em, mình rửa sạch rồi mình bỏ vô. Rồi mình đồng quê ở dưới quê mình nè, thì mình có rong ở dưới ao hồ đó, đó thì mình hoặc là bèo đó mình thả vô thì rất trang trí, rất là đẹp luôn. Bé này là bé Nemo ha, bé Nemo Classic nha. Đó, tông nền cam đỏ. Thì quay cái kiểu này thì nó có một cái là em trang trí thì cũng khá là ok, nhưng mà con cá nó sẽ bơi không có nhìn, không có thấy được hết cái vẻ ngang của con cá ha. Nhưng mà bây giờ tình hình căng quá thì mình chỉ quay như vậy thôi, em thấy cũng rất là ổn rồi, hy vọng là nó sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa. Rồi bé này trong phân khúc 100k ha. Bé này là bé Nemo Candy nha. Rồi vảy như vậy fancy gì đó. À, tông màu xanh, xanh hồng. Cá thì nó rất là đa dạng màu sắc ha. Mỗi người mỗi sở thích, mình chọn con này, con kia để mình dèm chân. Rồi bé số 5, bé này là bé Yellow Galaxy. Anh em thấy cái tông màu rất là đẹp nha. Nó bơi nó lo nho vậy đó. Nó bơi rất là nhẹ, rất là lanh lẹ luôn. Nhiều con nó bơi không có đồng. Như thường cá tơ cá sung nữa anh em. Cái nết nó vậy đó, nó bơi lạng chạng dữ lắm. Bây giờ lô này mà cũng khá là đậm ha anh em ha. Mình về mình làm cái hồ về mình nuôi là hết ý luôn anh em ơi. Đó, em cũng quay xa để cho anh em thấy cái hồ thiết kế như thế nào ha. Rồi mã tiếp theo, bé này là bé số 6. Bé số 6 thì vừa rồi mình thấy một con màu vàng rồi, thì bây giờ mình sẽ thấy được con màu đỏ ha. Bé này là bé Corex Galaxy. Đó, Corex Galaxy nha. Đó. Nếu mà mình quay theo kiểu này thì con cá nó sẽ kè sẽ vô cái kiến ở đó. Nó sẽ không thấy được cái chiều ngang của con cá nhiều. Lúc mà nó bơi ngang vậy thì mình mới thấy thôi. Cũng có hơi có bấy bất tiện. Thì anh chị nào mà mua hai mã số thì em miễn ship nha. Còn nếu mà đơn hàng anh chị nào mua một con thì em sẽ fill phí ship là 30 ha. Nên mình mua hai con thì rất là lợi nha anh em. Anh chị nào mà mình ví dụ mình chưa biết cách chăm sóc cá ha, hay mua cá thì có cần tư vấn thì hay cứ hỏi em ha. Đó, em thì em biết như thế nào thì em chỉ chia sẻ kinh nghiệm của em như thế đó ha. Rồi bé số 7, đối với bé số 7 này, bé này kích thước đâu đó tầm 3 cm.
bé Nemo Candy Hadoo Star luôn nha anh em nhé. Đó, bé này là tông màu cam vảy xanh, xì ta rất là độc, trong phân khúc 120 ha. Quá đẹp anh em ơi. Em nuôi cá chứ em nuôi em tạo ra em ép chứ. Thật sự là trong nhà em là không có một cái hồ nào mà để trưng cá hết, là hoặc là setup là trang trí đẹp như vậy hết. Đó, hôm nay là tự tay em quay rồi em làm cái hồ này. Đó, em làm cái hồ này thì em thấy trời ơi quá là đẹp anh em ơi. Đó. Bởi vì lý do giờ thì em đã hiểu lý do tại sao người ta lại thích những con chú cá beta này rồi. Có nhiều anh khách về trang trí rất là đẹp. Có nhiều anh khách lại trang trí cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Em nhìn em mê quá nên thôi em quyết định là về trang trí kiểu này em quay cho anh em xem. Rồi bé số 8. Đến với bé số 8 ha. Bé số 8 này bé Nemo. Nemo Classic nha. Nó không bộ form thì con này được cái bộ form rất là gắt. Rất là gắt luôn. Nói chung quay như vậy á, có một cái điểm trừ là không, con cá nhìn nó không có bơi ngang. Nó không có bơi ngang nhiều mà nó sẽ bơi theo chiều dọc. Đó, nhìn khó mà thấy được ha. Đó. Nên là cái con này nó lạng tùm lum vậy đó, mình mới thấy được hết cái bộ form đó. Chứ nhiều con vừa đứng ngang ngang so với cái kiến của nó thôi là mình khó thấy lắm. Đó. Mấy con này bơi như vậy thì em rất là mừng luôn. Để mà anh chị thấy được hết màu sắc của nó và cái bộ form của nó ha. Bé số 9 này là bé này anh chị thấy không, con này là như là một cái con bò sữa ha, nhưng mà không phải, nó là trong bầy Corret ra nha anh em ha, vảy trắng xanh rất là sáng luôn, trong phân khúc 100 ha. Thì bé này size đâu đó tầm 3 cm 3. Trở qua bé số 10, đến với bé số 10 này size tầm 3 cm rưỡi ha, bé Nemo Galaxy bản Lucita nha em. Con này nhìn nó lột độc quá anh em ơi, nó lột kiểu mình nó không có vảy nè, mà đuôi nó xì ta, nhìn nó như con Red Fancy ha. Nếu mà toàn bộ trên mình nó đều màu đỏ thì nó không khác gì con Red Fancy luôn anh em ơi. Đó. Lâu lâu thì mới có một con đuôi xì ta vậy nha anh em ơi, mà hôm nay em cực kỳ giảm giá luôn. Đó. Nhà chỉ còn 150 thôi, nên anh chị nào thích thì bắt bé này ha. Thì cỡ những con này là làm giống là bao ok rồi, quá ok luôn, bộ form nhích nách luôn á. Đó. Đó, quá đẹp rồi, cái hồ này thiết kế đẹp quá anh em ơi, quá đã rồi. Vậy mà tới bây giờ nuôi cá bao năm nay chỉ nuôi và ép gặp chia sẻ cho anh em thôi. Đó, chứ không bao giờ mà tự làm một cái hồ mà trưng bày trong nhà của mình. Bây giờ em thấy cái đó là một sai lầm, chắc sắp tới em phải làm những cái hồ kiến để trưng bày những con cá lên để mình ngắm quá. À, rồi tiếp. Rồi đến với bé 11 ha, bé 11 này size cũng tầm 3 cm 4, 3 cm 5, trong phân khúc 100 ha. Đó, bé này thì size form màu là ok hết đó, chỉ có một cái là cái đuôi nó hơi tưa tưa, nó chưa có lành hết ha. Đấy. Nhưng mà cái đó thì chừng một tuần là liền rồi, nên em cố tình em để bé này trong phân khúc 100 nha. Anh chị nào bắt yêu thích thì có thể bắt bé này. Đa số cái lứa này em sẽ lên Nemo hơi nhiều, thì cỡ qua tuần sau thì sẽ có Corret ha. Nói chung là làm cá mà anh em, đó, có lứa này lứa kia. Hôm nay có đắt lưu luôn nha anh em, rất là đẹp nha. Cũng không có dấu gì anh em, bữa trước em có lên clip đắt lưu rồi mà vừa lên 5 phút là rồi xong, nó bị mất clip luôn. Đó, bị quét đó anh em, mất luôn đó. Nhưng mà xong rồi hôm nay em sẽ lên lại vài con. Bé này trong phân khúc 120 nha, cái bộ form nhức nhối luôn nha, màu còn đang trong quá trình lên nha anh em ha. Rồi, đến với mã số 13 cũng là một con Nemo Galaxy. Đây, bé này 100 trong phân khúc 150 ha. Đó, size là 3 cm rưỡi, bộ form cũng cực kỳ lực luôn. Quá trời đẹp rồi. Không cần có nhiều anh em chơi cá nha, bộ màu á là chơi là phải xét bộ form trước rồi sau đó mới tới bộ màu.
tùy anh em ha. Còn có nhiều anh em thì ta chơi bộ màu ta không cần form fix hết á, màu đẹp là người ta bút à, người ta thích là người ta bắt à đó. Còn anh em nào mà thường chơi form thì sẽ coi cái bộ form trước đó. Mà nếu mà anh em nào mà chơi form rồi thì thấy bé này là thiệt thôi, chỉ có mê thôi, quá trời bộ form quá đẹp rồi. Những cái con này mà mình hôm nay có mấy con máy rất là đẹp luôn. Có cái là máy thường thì em quay trên thao, nhưng mà quay bên thao bây giờ không được đó, nên hôm nay em bắt lên hồ em chơi luôn ha. Nhưng mà chơi có một cái con cá máy lên hồ của anh em, nó không có kè, nó kè, nó cũng xung kè đó, nhưng mà nó không có bung hết được cái đuôi nó nên mình không thấy rõ. Rồi đến với bé 14 ha, bé này là bé Corex Galaxy ha, size tầm 3 cm. Wow, quá đẹp này, đỏ. Bé này thì màu đỏ đen ha, mà điểm thêm một chút xanh. Thì cái bộ màu này là cái bộ màu đời, gần như là đời đầu ha, đời đầu và sau đó trở về sau một xíu thôi. Đó là của con Corex ha, là giống như con Corex Tiger đó anh em. Anh em nào thích cái bộ truyền thống như vậy thì bác ha. Thì bây giờ thì cũng rất là ít cái bộ màu đó rồi, nó nên nó cũng thuộc dạng hiếm và độc. Rồi bé 15, bé 15 này trong phân khúc 100 ha. Bé này size tầm 3 cm 3, 3 cm 4. Bé này là một bé Nemo Candy. Thì những cái con mà Nemo vẫy nhiều thì người ta gọi là Nemo Candy anh em. Nó phủ vẫy trên mình nó khá là dày á, thì mình gọi là Nemo Candy. Thì cái vẫy của nó là cái ánh metallic đó anh em ha. Đó, rất là ok luôn nè. Ví dụ như anh em thấy không, mình quay như vậy á thì cái tấm kính nó ở đó, ở bên tay góc phải đó, thì con cá nó chỉ bị, có nhầm con nó sẽ bị đứng vậy thôi à, nó mình khó thấy được cái bộ form. Nhưng mà bây giờ trong cái tình huống khó khăn như vậy thì quay được một cái clip lên cho anh em xem cũng là một cái điều đáng mừng rồi. Quay lên mà nó còn ở trên đây thì cũng là điều đáng mừng rồi đó. Bởi vì anh em thấy tại sao mà kênh của em ra rất là nhiều clip nhưng mà bấm vô trang thì rất là khó thấy ha, tại em nhà để chỉ để chế độ ẩn rồi. Đó, clip nào mà chia sẻ cho anh em xong là em để chế độ ẩn hết. Rồi bé số 16, bé này là bé lách lu ha, lách lách lu ha, nó vậy rất là nhuyễn nha, size bự nha anh em, size bự nha, 3 cm 6, 3 cm 7 lần đó, vậy rất là nhuyễn luôn. Anh em nào mà săn thì có thể bắt bé này. Rồi tiếp theo là một con size tầm 4 cm, bé này là bé lách lu. Lách lu này thì bây giờ cũng cải tiến nhiều rồi anh em ha, làm bộ màu cũng rất là đẹp rồi. Bé này trong phân khúc 300 ha. Đó, thường thì con này á, là trước đây cỡ như vậy là không hề dưới 500 nha anh em, không có đỏ nè, vậy nhuyễn như vậy không hề dưới 500. Thì hôm kia em có lên một clip lách lu, em đăng chỉ có 5 phút thôi là nó bị mất, bị YouTube nói chung là bị quét ha, nó mất. Nhưng mà cũng có vài anh em xem được và ủng hộ em rồi. Rồi, rồi tiếp theo, tiếp theo là mã 18. Bé này size đâu đó tầm 3 cm 4 ha, 3 cm 4. Bé này bé Corex Galaxy nha anh em. Bộ form cũng khá là ổn ha, form màu rồi ok hết. Hôm nay cũng lên đa số, đa dạng màu sắc, cũng nhiều dòng cá luôn. Em thì bên em thì anh em nào mà đã theo dõi em thì cũng biết rồi, em là chuyên dòng Koi Galaxy ha, chuyên dòng Koi Galaxy. Thì Koi Galaxy là nó vẫn gồm dòng nào, thì gồm có Corex nè, Koi Nemo nè, Koi Yellow, Lách Lu cũng là một dạng Koi, rồi Lách Cooper cũng là dạng Koi, rồi Nemo Cooper cũng là dạng Koi. Đó, bây giờ nói chung là dạng coi rất là nhiều. Nói chung là bây giờ á, có nhiều anh em lên mạng chia sẻ cá lắm, nhưng mà có vài anh em thì không có nuôi, em chỉ là bắt đi rồi chia lại thôi, nên nhiều anh em không có biết. Bây giờ anh em mới vô nghề cũng không có rành con cá nào là con cá nào hết. Đó, thì có một bạn á, thì mua của em hỏi em có lách, có Cooper Gold hay không. Cooper Gold nó nghĩa là cái con lách Cooper Gold đó anh em, là con đen á,
đó, nhưng mà đó thì em cũng đưa cho bạn đó con đó ha, mà bạn đó không ăn, em gửi lộn đó, tại vì ý bạn đó nói là bạn chụp màn hình của cái kênh khác, thì cái con mà bạn đó chụp á, cái bên đó thì người ta nói là con Cooper Gold, nhưng mà không phải anh em, con đó là con Super Gold. Anh em biết con Super Gold không? Nó là cái con vàng mà ánh gold á. Còn cái con mà Cooper Gold là cái con Black Cooper đó anh em, nó là mày đúng rồi ha anh em. Mã số 20, bé này size 3 cm đó, form mà bộ form nhức nhối luôn. Con này thì trong phân khúc 150 đó, mà hôm nay em giảm ha, đó để cho anh em chơi thôi, hôm nay cũng là cuối tuần rồi. Đó, đây là 20 mã số trống nha. Em nào mà ưng thì mình coi trống thôi, mình bắt trống thôi thì mình coi đến đây là được rồi, để đỡ mất thời gian. Rồi sau đây là những mã số máy ha. Bây giờ cũng là cuối tuần rồi ha, chắc anh em cũng cũng còn một vài ít anh em làm thứ bảy thôi. Đa số thì cũng đã nghỉ rồi ha. Thì em chúc anh em có một cái kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình ha. Ai mà vô tình xem video của em thì hãy cho em một lượt đăng ký ha. Đó, và mình bấm vô cái chuông á, để mà khi bấm vô cái chuông thông báo, để mà khi em ra video mới á, em là nhận được thông báo á, mình vô mình chọn được những cái con mã số mà mình ưng ý đầu tiên ha. Thật ra thì bên em cũng rất là dễ chọn cá, anh em chỉ cần bấm đăng ký thôi. Mỗi ngày em đều lên những video, từ khi nào mà em có việc em làm không xuể, hoặc là em có công việc á, em làm không hết á, thì em bữa đó em mới nghỉ thôi. Còn đa số là thường xuyên là một tuần thì lúc nào cũng 4 5 video cho anh em chọn hết. Mà để được lên một tuần 4 5 video như vậy thì cũng phải là cảm ơn rất là nhiều đến sự ủng hộ của anh em ha. Thì anh em phải ủng hộ, thì ủng hộ cá liên tục thì em mới clip liên tục được ha. Rồi bé này là bé tông nành vàng nha anh em, đó tông nành vàng rất là đẹp luôn. Rồi em cũng xin kết thúc video ở đây ha. Rồi hẹn gặp anh em ở clip lần sau nhé.